Stop!
của các đồng chí đến từ trường mầm non Hiệp Lực. 1, 2, 3. Và xin chúc mừng các cô Hiệp Lực với kết quả là 3 quả bóng. Tiếp tục trường mầm non Tân Quang 2. Các cô mầm non Tân Quang 2 ơi, chúng mình đếm thật to vào. Xin mời các cô, chúng mình sẽ cùng kiểm tra kết quả mà chúng mình đã đạt được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vâng, 7 là kết quả số trái bóng mà các cô trường mầm non Tân Quang 2 đã rất nỗ lực. Xin chúc mừng các cô. Và sau đây là kết quả số trái bóng của trường mầm non Ứng Hòa. 1, 2, 3 và 4 là kết quả số bóng mà các cô trường mầm non Ứng Hòa đã giành được trong ngày hôm nay. Và ở lượt chơi số 1, đội An Đức là đội đã giành được nhiều nhất ở lượt chơi số 1. Chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay để chúc mừng các cô trường mầm non An Đức. Và ngay sau đây là phần chơi của 8 đội tiếp theo. 1, mầm non Hồng Đức. 2, thị trấn. 3, Tân Quang. 4, Văn Giang. 5, Hưng Long. 6, Tân Hương. 7, Đồng Tâm. Và 8 là Quyết Thắng.
chuyển thành vòng tròn. Di chuyển thành vòng tròn lên lấy bóng các bạn. Đề nghị là ba các cô trong ba trong tổ giám sát nhắc nhở các từng đội của mình giám sát di chuyển về thành vòng tròn.